Thì ở chế độ của học viên các em đó thì chúng ta xem cái chỗ cái module bài tập xác suất thầy mới vừa tạo cái module này ra. Thì nội dung của bài học buổi hôm nay là nó nằm ở trong cái module này hết. À. Thì chẳng hạn như là module cái module thứ nhất là cái phần thứ nhất của module là cái bài ôn tập xác suất, ôn tập xác suất rồi cái file trình chiếu. Em bấm vô em xem cái file trình chiếu này. À, cái file trình chiếu mình có thể mở rộng cửa sổ ra để mình xem cái file. Nhưng mở rộng không được, mở rộng ra là nó hiện ra cái trang web mới. Không được. Vậy thì mình có thể xem ở cửa sổ nhỏ nhỏ như thế này cũng được. Rồi sau đó là em bấm tiếp theo. Tiếp theo em có thể xem cái bài tập chương 1. Những cái bài tập chương 1 mà thầy yêu cầu gồm có 10 bài đó. 10 bài này bắt buộc là các em phải thông hiểu hết 10 bài này. Và để thông hiểu các cái bài này đó thì chúng ta có thể xem cái lời giải của từng bài. Ở đây thì thầy tải lên lời giải có khoảng 5 bài thôi. Còn những cái bài khác là các em phải tự giải. Đó, ví dụ như là lời giải của bài này các em theo em xem em tìm hiểu rồi cái em làm thử cái bài test này. Thì cái bài test này là thầy đã thử làm thử một lần à. Thì nó cho ra kết quả như thế này. Thì các em ở chế độ của em thì các em bấm vô em thử. Em có thể thử nhiều lần. Thử nhiều lần em xem cái điểm của em đây. Ví dụ như điểm em là 8 trên 10 như thế này thì có nghĩa là em đã có thể có tức là nếu mà điểm như thế này thì có nghĩa là em đã hiểu cái bài tập này. Bởi vì những cái câu hỏi khảo sát này em thấy là những cái câu hỏi khảo sát này đó thì nó ẩn đi. Mỗi lần mình làm kiểm tra thì nó ẩn đi. Nó hiện lên một lần rồi nó ẩn đi. Rồi sau đó các em xem cái bài tập số 2, bài tập số 2 cũng có cái lời giải sẵn như thế này. Mình xem mình tìm hiểu kỹ rồi sau đó mình là thử mình làm cái bài khảo sát. À, ở đây thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái video cái lời giải của bài tập số 2 lúc nãy. À, nếu 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 mà các em bấm vô đây thì nó sẽ vô cái trang YouTube ha, vô trang YouTube này mình sẽ xem cái bài giải. Còn nếu mà các em nào thấy mình Các em đó, thấy cái bài tập các em nào mà mình thấy là mình xem cái tập tin bằng ảnh này mình thấy hiểu rồi đó thì mình khỏi cần xem video cũng được. Và mình đi qua tiếp theo cái phần đó là bài làm bài kiểm tra. À, để xem coi cái ví dụ như đây là cái bài bài này nè, không? Thì nó cái cấu trúc nó tương tự như cái bài cái bài tập số 2 nãy, không? Ví dụ như một hộp nó chứa 10 lá thăm, trong đó 4 lá thăm trúng thưởng, ba người lần lượt mỗi người ba bắt một lá thăm xác suất để người thứ hai rút được thăm trúng thưởng kết quả là nhiêu mình điền vô đây. Thì cái câu hỏi này cái dạng là câu hỏi điền vào đi đi điền, điền vào chỗ trống. Mình điền đúng đáp án thì nó cho mình đúng, còn điền sai đáp án thì mình phải điền lại, à, phải phải làm lại. Thì nhắc lại là những cái câu hỏi này thì nó không mình không lấy điểm vô hệ thống ha, tức là mình không lấy điểm thường xuyên, nhưng mà khi mà các em tham gia cái là em tham gia vào cái lớp của thầy mà có tham gia giải mấy bài này nè thì cái thời gian các em tham gia nó sẽ tích vào hệ thống và để tính cái thời gian cái điểm chuyên cần của em á. Đấy, thì đây là bài tập 3, 4, 5 thầy chưa có câu hỏi khảo sát. Thầy sắp tới là thầy sẽ đưa câu hỏi khảo sát này trong trong vòng một tuần thầy đưa lên. Những câu hỏi khảo sát ví dụ như xem bài tập 3, 4, 5. Thấy không? Khi mà nó hiện như thế này thì có nghĩa là cái này nó liên kết ngoài vô cái trang YouTube của thầy thì sau khi mà em bấm vô đây thì em xem xong rồi em bấm tiếp rồi em coi tiếp là nó lại gì. Đây là bài tập chương 23. À, nó cũng có 10 câu. Và những cái phần tiếp theo đó là cái lời giải cái dạng hình ảnh đó, dạng file hình ảnh.
Em có thể tải cái file hình ảnh này vào về, về điện thoại coi cũng được. Thấy không? Đấy. Đây là bài tập. Cái này là cái video hướng dẫn của cái bài tập lúc nãy. Thấy không? Thì các em có thể xem, tìm hiểu xem cái đó. Hoặc là nếu mà cái mình xem cái file này mình hiểu rồi thì mình khỏi khỏi cần xem cái video cũng được. Hoặc là mình có thể xem cái video để mình xem cái lời giải nó như thế nào. Đấy. Thì cái này là thầy hướng dẫn các em là tự học ở trên cái hệ thống bài giảng, trên cái hệ thống LMS, và mình xem mà mình tự đánh giá luôn ha.